Chảy như suối. Kìa. Xin mời mọi người nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Ngon lắm, ok. Ngon lắm mọi người ạ. Go. Siêu to khổng lồ. Chúng ta em to đi. Xin mời mọi người đến với video tiếp theo của nhóm chúng em nhá. Hôm nay nhóm chúng em sẽ làm món dưa hấu siêu to khổng lồ. Nguyên liệu đã sẵn sàng nhé mọi người. Bây giờ mọi người ấy, theo nhóm chúng em đi làm nhìn món dưa hấu siêu to khổng lồ nhá. Let's go. Làm thôi. Đã khoanh hoàn vào giữa. Ý, khoanh vào hưng cơ. Khoanh lên. Đấy, bắt đầu mang dao đây, mang dao đây. Dưa ngon lắm nhỉ. Dưa khá ngon. Mình mắc bang trước. Đập chết. Cái này để cái quả để nguyên này tí làm cái máng. Ban đầu. Ten ten. Hưng đưa cái son này múc cho đảm say đi. Cầm bé quá. Ừ, không phải tay cầm rồi. Tay cầm nó bé. Ủa đấy con quay. Không kệ cứ thay cho có nước chảy đi. Kiếm cái que, chọc vào kia nó chảy theo que. Dao đấy mấy một đoạn mỏng mỏng thôi bằng đấy. Cái đoạn này đo vào chống vào cái vòi chống chậu này này thì nó vừa các mình chỉ cần làm như này không cần xay gì. Ra phụ hai người đứng khi nhanh thì có giả tiêm đấy.
Nước chảy như suối. Không? Vứa mà đổ trên này này. Xoay nửa. Em cứ không qua như nước chảy về đâu. Không. Lấy cái muối to múc vào, muối múc vào. Muối méo này. Thì kiểu chứ. Ừ, đang là miếng to to. Miếng to là mình hơn nước em à? Tao cả miếng này luôn à. Kìa, thì... cẩn thận cho hết vào cối này. Dầm luôn ở trong đi nha. Dầm luôn trong. Dầm xong là cạn nước rồi xong rồi xong rồi đổ. Đây có lợn đây. Để em quay không cho tiếng kêu. Đấu chỗ giữa. Quay quay. Chậm chậm này chị đổ. Rồi. Tiếp. Nước chảy đá mòn, nước chảy cối mòn nhá. Vào đi ra hút ra. Sữa mới đá mà là được. Hút mãi thật đấy. Lên cả ống ơi, xong bắt đầu hút được hơi tối rẻ luôn. Phíu của vợ à, đi kéo đéo thấy đâu. Mày ngồi mà lên. Kéo không thấy gì nữa. Mày... lại yêu là gì? Ngon á. Kéo mà cứ để này. Chị mời nhá. Nhà nhá. Nhà nhá. Joe nào. Joe. Joe. Thì bác Quế về vào cái tầm này nhỉ. Nghe như lợn rừng. Ôi. Ôi giời, bữa nay nó đã hút hết sạch rồi á. Thì không phải em không ăn đâu. Phan thích rồi. Tốt ta. Ngon, nói chung là ngon. Không chạy đi đâu, không ngó gì. Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người về làm thử theo trên video nhá. Miu uống sướng này. Ôi ngon lắm.
ngon lắm, ok, các bạn về làm nhá. Vẫn còn đi vào uống nước to vẫn chưa hết. Đây, em đóng thử vào cái muôi này. Đây, đổ cái tay muôi này. Rồi, từ đấy nhá. Đây, đổ vào đây, đổ vào đây. Đây, đổ miêu nào. Nào, rồi. Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người về làm theo cách của mình nhá. Ngon lắm mọi người ạ. Mọi người về chuyển theo món này như bọn em nhá. Thêm đường đá vào nữa là ok đấy. Mọi người ở video